Dạ vâng ạ, xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị con em bối bên họ tới tham dự lễ cưới lễ bốc kim cô dâu mùi về sẽ như thường xuyên xuân cường này gia đình lần gái tôi trong buổi chiều ngày nay. Và lần đầu tiên thay lời cho đôi đường xuân cường và mùi về mang tổ kính chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị quan viên bốn bên này họ. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ta đúng là một năm được bắt đầu từ mùa xuân và đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Nếu như một mùa xuân đem đến sự phồn vinh vạn vật trên trái đất, tuổi trẻ đem đến con người của ta tình yêu, hạnh phúc giữa đôi hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ta đúng là từ xa xưa các cụ ta có câu trai lớn tìm vợ, bà gái lớn tìm cả chồng, đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chàng trai xuân cường và cô gái Bùi Huệ họ đã gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau, họ cho mình những hạt giống ươm mầm cho hạnh phúc tương lai. Mong rằng những hạt giống đó đâm chồi nảy nở vào đúng độ chín muồi của tình yêu. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật đúng là dù ai đi bốn phương trời hỏi đâu lịch sử riêng người đại cương tôn dương cương với tôi. Và cảm ơn quý khách thật xa tới đám cưới của hai gia đình tôi. Xin mời toàn thể quý vị hãy cùng ổn để cho ngồi và cùng chúc vui chúc hạnh phúc hương cho đôi vợ chồng và đám cưới và những đứa màu trắng đỏ tím hồng. Và quý vị cũng cảm thấy vui là biết bao trong đêm khuya buổi trưa ngày nay. Rất vâng ạ, kính thưa toàn thể quan viên bốn bên hai họ thân mến. Đúng là mùa xuân đã qua và mùa đông đang tới. Mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa của những con tim thường nén để tìm nhau, mùa của những trái sao xanh với đang chờ cùng Xuân Cường và Bùi Huệ chúc mấy vui hạnh phúc. Mùa đông này Xuân Cường tặng cho Bùi Huệ ngày đám cưới để Bùi Huệ ăn bánh trầu cho đỏ làm ngôi. Thì Cường thấy Huệ đứng, Huệ ngồi cho Cường đóng Huệ cả ngày, tỏ khoe con mắt em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có hoài em công chúa thiên nga. Và 19 tầng mây rơi xuống sân nhà mang đến cho chú rể Xuân Cường chúng ta 100 năm hạnh phúc. Một tràng pháo tay chúc mừng Bùi Huệ và Xuân Cường với trong buổi vui buổi trưa ngày hôm nay ạ. Trân trọng cảm ơn toàn thể rất nhiều. Vâng ạ, kính ơn toàn thể quý thân mến. Tình yêu của đôi gương chú rể Xuân Cường và cô dâu Bùi Huệ cũng đã trải qua biết bao nhiêu ngày chờ tháng đời, cùng với bao nhiêu ly cà phê sữa chua chanh đá với những chiếc kem mát dịu mùa hè và trái ngô thơm nóng của mùa đông trên quê hương đại cương Hà Nam thân yêu của chúng tôi. Và chiếc chăn sông cao gấp xuất khẩu siêu nhẹ để Bùi Huệ và Xuân Cường cùng góp ngủ chung vui hạnh phúc. Đồng ý được sự đồng ý của em Linh gia đình và sự nhất trí của chính quyền địa phương hai bên, cũng như sự đồng tình yêu nhau hẹn hò rất lâu của Xuân Cường và Bùi Huệ. Hai bên gia đình họ đã trai và họ gái vừa rất nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành để tổ chức lễ cưới nếu vui đi cho Xuân Cường và Bùi Huệ. Và ngay sau đây, ngay bây giờ, thì ban tổ chức trân trọng tuyên bố lễ vui của cô dâu Bùi Huệ sẽ như người Xuân Cường tại gia đình gái tôi ở khu dân cư đoàn kết thôn Dương Cường, xã Đại Cường, Hà Nam, Việt Nam. Xin phép bắt đầu xin mời thầy cô dâu của Xuân Cường và Bùi Huệ lên buổi chiều ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, trân trọng và cảm ơn toàn thể quan viên bốn bên họ rất nhiều. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý thân mến, thật đúng là ca dao có câu công cha như núi ngất trời mà nghĩa mẹ như nước đời người biển đông. Đừng quên nghĩa mẹ công cha nhớ mới có Xuân Cường và Bùi Huệ trưởng thành. Và ca dao thì nói cây có cội nước có nguồn để tròn đào vợ chồng cho ông bà em ban bên bốn bề bề ngoài thắm tình mẹ nghĩa. Và ngay sau đây ngay bây giờ thì ban tổ chức trân trọng kính mong kính mời sự hiện diện vị đại biểu trưởng đoàn đại diện bên phái đoàn gia tộc họ Đình họ nhà trai. Xin mời bác ra sân khấu chữa đôi lời phát biểu kiến và có lễ xin dâu ạ. Vâng ạ, xin trân trọng xin mời bác ạ. Dạ vâng ạ, xin trân trọng xin mời vị đại biểu trưởng đoàn đại diện với phái đoàn gia tộc nhà trai ạ. Xin mời bác ra sân khấu sẽ đôi lời phát biểu kiến rồi. Vâng, với xin dâu và trao thể ạ. Một tràng pháo tay chào đón vị đại biểu trưởng đoàn đại diện với phái đoàn gia tộc nhà trai. Xin mời bác ạ. Dạ vâng ạ, mời bác ạ. Mời bác. Vâng. Thưa các cụ, các bà cùng toàn thể gia đình và nhà gái. Trước tiên cho các đoàn đại biểu họ nhà trai xin chúc sức khỏe đến các cụ ông các bà và đại gia đình họ nhà gái một lời chào trân trọng nhất. Vâng, báo cáo với tất cả các cụ ông các bà và toàn thể đại gia đình họ nhà gái là sau một thời gian đóng cường và cho Huệ tìm hiểu cũng đã được một thời gian rất dài và được sự đồng ý của hai gia đình, hai họ cũng như hai chính quyền địa phương đã chấp thuận cho hai cháu đến hôm nay được thành vợ thành chồng. Hôm nay được phép của các cụ ông các bà họ nhà trai chúng tôi từ chúng tôi đại diện họ nhà trai gồm các chú, các bác, các cô, các dì, anh chị của cháu Cường đưa cho Cường đến đây. Trước hết là xin được làm con rể của gia đình của các cụ ông các bà hoặc nhà gái. Tiếp theo đó là gia đình hoặc nhà trai có
có lễ đến để xin được đón cháu Hoàng về làm dâu con trong nhà họ nhà trai chúng tôi. Vậy đề nghị họ nhà trai, họ nhà gái sẽ đại diện và xin chấp nhận yêu cầu của chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn bác rất nhiều. Mời bác quản lý đợi lời phát biểu của bác trưởng đoàn họ nhà gái anh cháu ạ. Mời bác quản lý em ạ. Dạ vâng, kính thưa quý thân mến, thân quý là nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón đầu về, hai bên cha mẹ xung quầy và xuân cường kiêm rể và bùi hệ mẹ em dâu. Bài giáp này bắt đầu bên với bác trưởng binh đoàn họ nhà trai bằng trân trọng kính mong kính mời sự nhận viên đại biểu trưởng đoàn đại diện binh đoàn đầu họ nhà gái cho tôi lời phát kiến và nhận rể và xin và nhận lễ và xin chào đồng hiệu bác ạ. Kính thưa các cụ, công các bà, các bác, canh các chị cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên, hôm nay là ngày vui nhất của hai cháu Cường và cháu Huệ. Được sự ủy quyền của gia đình ông Hưởng cho phép tôi được thay mặt cho họ nhà gái, lời đầu tiên tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của các cụ, công các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về đây chung vui cùng với hai gia đình chúng tôi và chúc phúc cho hai cháu. Kính thưa hội hôn, qua sự tìm hiểu của hai cháu đến hôm nay thực sự đã chín mùi. Được sự đồng ý của cha mẹ, hai gia đình cũng như chính quyền của hai địa phương, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi chính thức làm lễ xeo duyên cho hai cháu. Kính thưa hội hôn, hôm nay ông đại diện cho họ nhà trai có cơ chầu đến để xin đón cháu Huệ về làm dâu con trong gia đình. Trước tiên cơ chầu được bái yết gia tiên và sau được đón cháu Huệ về nhà chồng. Cũng ngày hôm nay tôi thay mặt cho họ nhà gái xin nhận cháu Cường cũng từ giờ phút này chính thức là rể hiền của gia đình ông Hưởng và Năm, cũng là cháu rể của dòng họ nhà gái chúng tôi. Cuối cùng, xuân Kỷ Hợi cũng sắp đi qua, chúng ta chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Thay mặt cho họ nhà gái, tôi xin chân thành kính chúc các cụ, công các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên có mặt trong hội hôn hôm nay sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc. Xin chân trọng cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn bác. Xin mời hai bác, xin mời bác ngồi đứng trước sân khấu ạ. Xin mời hai bác họ nhà trai và chào lễ và xin mời bác trưởng đoàn họ nhà gái nhận lễ ạ. Một tràng tay cùng cảm ơn hai vị trưởng đoàn họ nhà trai rất nhiều ạ. Và xin mời hai bác lần lượt nhận lễ vào phần trong tổ tiên trong nhà. Xin mời hai bác ạ. Và xin cảm ơn hai bác, xin mời hai bác vào phần ghế trong nhà đại biểu cùng chi chầu của mình nước.